Hà Quỳnh Như chia sẻ những bí mật áp lực ít người biết trước thềm chung kết Giọng Hát Việt Nhí 2018. Trước chung kết ít ngày, cô bé Triệu Vi Hòa Quỳnh Như có đôi lời gửi gắm đến mọi người và FC trong suốt hành trình gắn bó với Giọng Hát Việt Nhí 2018. Hà Quỳnh Như là cái tên được khán giả mong đợi sẽ mang lại điều kỳ tích cho team huấn luyện viên Lưu Hương Giang, Hồ Hoài Anh sau khi quyết định quay trở lại với The Voice Kids 2018. Trước khi đặt bút ghi danh tham dự đường đua Giọng Hát Việt Nhí, Quỳnh Như đã sở hữu một lượng đông đảo người hâm mộ. Thậm chí, cô bé còn có cả FC riêng. Tuy nhiên, Giọng Hát Nhí vẫn muốn thử thách bản thân mình. Chính ngọn nguồn đó đã giúp cho cô trò nhỏ bén duyên với chương trình năm nay. Cùng với Minh Chiến, Anh Tuấn và Xuân Phương sát tay nhau vào top 4 chung cuộc, Quỳnh Như cảm thấy thế nào về chiến thắng bước đầu của mình? Con rất vui và hãnh diện khi cùng với ba bạn bước vào vòng chung kết, con cũng đã sẵn sàng để chiến đấu hết mình, với hy vọng sẽ chiến thắng được chính mình và đem lại món quà ý nghĩa cho bố, cho mẹ và những khán giả hâm mộ con. Chiến thắng này là của tất cả mọi người. Trong suốt hành trình The Voice Kids 2018, điều gì khiến con khó quên nhất và vương vấn con cho đến tận bây giờ? Có lẽ những trò chơi sinh hoạt ở nhà chung là điều mà con nhớ nhất. Uốn ba la sô-cô-la, sữa đậu nành, bạc hà, tụi con tắt hết điện rồi chơi trốn tìm. Khi đó con chơi gian, trốn ngoài cửa sổ, anh Nhật đi tìm và thấy cái bóng của con rồi đánh cho con ba cái phát hiện ra con luôn. Chính khoảng thời gian đặc biệt này đã giúp cho con trưởng thành và thân thiện với mọi người hơn. Nói về một tật xấu của mình con có ngại không? Hãy để cho khán giả hiểu thêm một chút về Quỳnh Như nào. Một trong những tật xấu của con cho đến tận bây giờ vẫn chưa bỏ được, đó là ngủ nướng. Dù là ngủ sớm hay ngủ trễ thì cảm giác ngủ nướng vẫn tuyệt vời lắm ý ạ. Có hôm con đã thức nhưng chẳng buồn ngồi dậy nằm cho đến tận trưa. Biết như vậy là không tốt nhưng vì là con nít nên mọi người đừng la con nhé. Đối mặt với tuần thi đầy áp lực về thời gian, Quỳnh Như sẽ vượt qua như thế nào để sẵn sàng cho đêm thi chung kết? Thời gian luyện tập ngắn ngủi, bản thân con cũng có một chút lo lắng. Nhưng áp lực này thực sự không quá lớn bằng niềm tin mà khán giả dành cho con. Thế cho nên con nghĩ hạn chế về thời gian vừa là thách thức cũng vừa là cơ hội. Thách thức chính là chạy đua với thời gian để tập luyện tiến bài thật tốt. Cơ hội là mình được dịp để chiến thắng bản thân. Với lượng hâm mộ ủng hộ từ FC nghìn người, tất cả đều đặt niềm tin vào con. Nhưng lỡ chẳng may Quỳnh Như không được là người chiến thắng thì con sẽ nói điều gì với người hâm mộ? Nếu không chiến thắng riêng bản thân thì chắc con sẽ buồn một chút thôi ạ. Nhưng nỗi thất vọng lớn hơn chắc là sẽ thuộc về khán giả. Con hoàn toàn không muốn chuyện đó xảy ra, không muốn mọi người phải đặt một niềm tin gì đó lớn lao vào con. Có lẽ mỗi bạn thí sinh có mặt vào top 4 đều có cơ hội chiến thắng ngang nhau, đến được chung kết với con đó đã là thành công vì con đã vượt qua chính mình. Đối với con, chiến thắng lớn nhất vẫn là vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân để làm những điều mình thực sự thích. Nhân cơ hội này, Quỳnh Như có muốn gửi gắm điều gì đó đến với hai người thầy của mình trước khi đến với chặng đua nước rút. Con thật sự biết ơn hai cô chú đã đồng hành cùng con. Chính thời gian ở bên nhau là thước đo chuẩn nhất cho hành trình trưởng thành của con trong âm nhạc. Con đặc biệt chúc cô chú nhiều sức khỏe. Chú Hồ Hoài Anh sẽ sáng tác được nhiều bài hát mới. Cô Lưu Hương Giang thì kinh doanh spa thật phát đạt nhé. Nếu trở thành quán quân của The Voice Kids 2018, với chiến thắng của mình, con sẽ thực hiện điều gì đầu tiên? Con sẽ dùng số tiền đó để cho mẹ trang trải và trích một số ít sắm sửa giày dép cho mình. Con gái mà điệu đà một chút chắc cũng không sao. Đặc biệt, dù thắng hay thua, con cũng sẽ tìm cách để vận động quỹ và làm từ thiện ở xã Phúc Thành, Nghệ An, là quê hương của con. Đây là tâm nguyện nhỏ mà con hôn đúc sau khi kết thúc chương trình. Tạm gác việc học để theo đuổi đam mê, rời quê hương lên phố thị, Quỳnh Như có gặp khó khăn hay là nhớ nhà không? Có chứ ạ, thời gian đầu con mới vào Sài Gòn, con đã khóc rất nhiều, chỉ muốn quay về nhà ngay. Nhưng được gia đình động viên nên con cũng cố gắng, và bây giờ thì con đã thích nghi được với nhịp sống ở đây. Ở nhà chung với các bạn, con cũng thấy đỡ buồn. Sự định của con sau chương trình The Voice Kids 2018 kết thúc là gì? Con sẽ trở lại quê và tập trung vào việc học, song song đó vẫn là nuôi dưỡng niềm đam mê ca hát. Đến độ tuổi phù hợp, con sẽ thi vào nhạc viện để đi học bài bản và trở thành cô ca sĩ chuyên nghiệp. Và dòng nhạc mà con định hướng tới cho mình trong tương lai sẽ là nhạc mang âm hưởng dân gian, vì con nghĩ mình thực sự phù hợp với thể loại nhạc này. Hành trình Giọng Hát Việt Nhí mùa 6 sắp khép lại, Quỳnh Như đã có một chặng đường đầy hạnh phúc bên những người bạn của mình. Một cột mốc dấu ấn trong cuộc đời mà cô bé sẽ không bao giờ quên. Liệu tại chung kết The Voice Kids 2018 được diễn ra vào lúc 21 giờ 15 phút thứ Bảy ngày 29 tháng 12, Quỳnh Như sẽ tạo nên kỳ tích cho chính mình?
Đêm bán kết giọng hát Việt nhí Survivor Kids 2018 đã diễn ra vào tối ngày 22 tháng 12, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3. Đây là sự tranh tài của 7 thí sinh đến từ 3 đội, bao gồm Hà Quỳnh Như, Phương Trúc, Xuân Phương, Anh Tuấn, Văn Minh, Minh Chiến và Anh Khôi. Kết thúc đêm thi, 3 cái tên được bước vào chung kết giọng hát Việt nhí 2018 đã lộ diện. Đó chính là Hà Quỳnh Như, đội của Hồ Hải Anh, Lưu Hương Giang, Xuân Phương và Anh Tuấn, đội của Soobin Hoàng Sơn, Vũ Cát Tường. Như vậy, đội Bảo Anh, Khắc Hương đã mất sạch thí sinh trước thềm chung kết. Tuy vậy, khán giả vẫn có thể hy vọng sự xuất hiện của team Bảo Anh, Khắc Hương ở đêm thi cuối cùng, vì Minh Chiến và Văn Minh có cơ hội lọt top 4 chung cuộc tham gia chung kết Survivor Kids giọng hát Việt nhí nếu như giành vị trí cao nhất trong bảng bình chọn chiếc vé may mắn. Trong đêm thi tối qua, các thí sinh lần lượt thể hiện tài năng ca hát đơn ca và song ca cùng với các khách mời. Hà Quỳnh Như và Nguyễn Phương Trúc trổ tài hát cải lương cùng với nghệ sĩ ưu tú Hồng Thắm với Huyền Thoại Mẹ, Công Cha Nghĩa Mẹ. Minh Chiến kết hợp với Phương Mỹ Chi trong liên khúc Gợi Nhớ Quê Hương, Quê Em Mùa Nước Lũ. Bộ đôi Anh Khôi và Văn Minh có sự kết hợp với ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh trong sáng tác mới Mùa Nắng Hạ. Tiết mục khép lại phần dự thi trong đêm bán kết là màn kết hợp giữa Xuân Phương và Anh Tuấn cùng với quán quân Á quân giọng hát Việt 2017 Ngọc Ánh, Hoài Ngọc với liên khúc Yêu Đời và Rong Chơi. Bán kết giọng hát Việt nhí 2018 còn có sự tham gia biểu diễn của ca sĩ Ali Hoàng Dương và Eric. Chung kết giọng hát Việt nhí sẽ diễn ra vào thứ Bảy tuần sau, vào ngày 29 tháng 12 năm 2018. Hậu trắng tay tại bán kết Survivor Kids, Bảo Anh gửi tâm tư xúc động đến các học trò cưng. Vừa qua, trên trang cá nhân của mình, Bảo Anh đã gửi đến những học trò cưng đôi lời tâm sự hậu bán kết Survivor Kids giọng hát Việt nhí 2018. Cô nàng chia sẻ: "Cảm ơn các con vì đã cùng đi với cô chú. Dù thế nào đi nữa thì hãy giữ nụ cười này cùng với những giây phút thăng hoa trên sân khấu của Survivor Kids. Cô mong đây sẽ là kỷ niệm đẹp nhất thời thơ ấu của tụi con và cũng là một cột mốc đáng nhớ trong thanh xuân của cô. Và cô cũng tin rằng sự bản lĩnh của tụi con sẽ chinh phục khán giả để một lần nữa giành chiếc vé may mắn trở vào đêm chung kết." Đồng thời, nữ ca sĩ cũng kêu gọi người hâm mộ bình chọn cho 3 thí sinh, Minh Chiến, Anh Khôi và Văn Minh, để các bé có thêm cơ hội tỏa sáng tại đêm chung kết sắp tới. Team Bảo Anh và Các Hưng có số lượng thành viên vào vòng bán kết đông nhất trong 3 đội, nhưng lại kém may mắn khi không có thí sinh nào sở hữu tấm vé tham dự đêm chung kết. Đây được xem là trường hợp hy hữu nhất trong lịch sử chương trình Survivor Kids từ trước cho đến nay, khiến khán giả không khỏi tiếc nuối. Dù vậy, Minh Chiến, Anh Khôi và Văn Minh vẫn còn cơ hội được tiếp tục tham dự đêm chung kết nhờ vào sự bình chọn của khán giả để giành tấm vé may mắn. Bán kết, cân cả sân khấu, Anh Khôi, Quỳnh Như, Văn Minh và Anh Tuấn hát bằng giọng đao kiếm lụi tim khán giả. Không hổ danh là cô bé triệu view, Hà Quỳnh Như đã bứt phá sau bao mong đợi của khán giả. Mặc dù vẫn trung thành với dòng nhạc nhẹ, nhưng điểm đặc biệt của Quỳnh Như ở phần bán kết chính là sự kết hợp điêu luyện giữa dòng nhạc đương đại và dân ca của phiên bản mashup Chuồn Chuồn Ớt và Xa Ngõ Mà Yêu. Ở những quãng giọng cao, Quỳnh Như đã bắt rất chắc chắn và thực sự bùng nổ ở giai đoạn nước rút này. Trở lại vòng bán kết đầy ngoạn mục nhất chính là tiết mục của Anh Khôi. Không phụ lòng khán giả đã dành sự yêu thương cho mình với chiếc vé may mắn, Anh Khôi đã comeback với ca khúc Chạy trong giai điệu sôi động. Cậu bé đã rất nhiệt trên sân khấu, trở lại bằng chiếc vé may mắn nên cậu bé chỉ tâm nguyện sẽ diễn thật hết mình trên sân khấu để cảm ơn khán giả. Bao lần như mọi lần, Văn Minh luôn là điểm nhấn đặc biệt bởi nét riêng mà trò cưng của team huấn luyện viên Bảo Anh và Khắc Hương mang đến đều khiến cho khán giả bất ngờ. Trình bày một ca khúc vừa mang màu sắc dân ca Nam Bộ, nhưng cậu bé đã phá cách diễn trên nền nhạc rock. Máu lửa, thăng hoa và bùng nổ, Văn Minh đã lôi cuốn khán giả vào không khí quay cuồng của phần trình diễn. Chiến binh Sokote Anh Tuấn ngọt ngào và tình cảm trong ca khúc Buổi Sáng Xiao Cà Phê. So với ngày đầu tại vòng giấu mặt, cho đến tận đêm thi hôm nay, Anh Tuấn đã trưởng thành và chững chạc hơn rất nhiều trong phong cách âm nhạc. Sự tự tin và bản lĩnh của Anh Tuấn đã chinh phục trái tim người hâm mộ. Với phần thể hiện mang đậm chất nghệ sĩ, Anh Tuấn đã thực sự trở thành quán quân trong lòng của người hâm mộ. Những tiết mục mang đậm màu sắc cá nhân đã giúp cho các chiến binh nhí có màn solo để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả. Sau một hành trình dài cố gắng, nỗ lực tập luyện đến đêm bán kết này, Anh Khôi và Văn Minh xem như đã đạt được những thành công bước đầu tiên trên hành trình chinh phục ước mơ ca hát của chính mình. Cùng chờ đón phần thể hiện tiếp theo của Anh Tuấn và Quỳnh Như tại đêm chung kết giọng hát Việt nhí 2018. Song ca cùng Minh Chiến, Phương Mỹ Chi tái hiện siêu hit Quê Em Mùa Nước Lũ tại giọng hát Việt nhí. Á quân giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên
Phương Mỹ Chi sẽ là một trong số những khách mời đặc biệt có mặt trong đêm thi bán kết Survivor Kids 2018 diễn ra vào tối ngày 22 tháng 12. Nhận được lời mời của cặp đôi huấn luyện viên Bảo Anh Khắc Hưng, cô bé dân ca sẽ kết hợp cùng với cậu bé Triệu View, Nguyễn Minh Chiến trong một điên khúc hát về tình yêu quê hương ngọt ngào và đầy cảm xúc. Đặc biệt, Phương Mỹ Chi sẽ thể hiện lại bài hát Quê Em Mùa Nước Lũ, tác phẩm gây bão phòng thi giấu mặt Survivor Kids 2013 và vẫn được yêu thích suốt 5 năm qua. Trở lại sân khấu giọng hát Việt nhí sau 5 năm, Phương Mỹ Chi hào hứng xen lẫn hồi hộp bởi khán giả của chương trình vốn đã chờ đợi nhiều mùa để lại được lắng nghe tiếng hát của chị Bảy. Em cảm thấy hồi hộp giống như em trở về năm 2013, cảm giác quen thuộc cũng hồi hộp như chính mình đi thi. Em rất háo hức được diễn cho khán giả xem và hỗ trợ cho bé Minh Chiến thật hay. Phương Mỹ Chi chia sẻ. Tuy từng tham gia rất nhiều chương trình cùng nhau, nhưng đây là lần đầu tiên Phương Mỹ Chi và thí sinh Nguyễn Minh Chiến có cơ hội song ca. Á quân giọng hát Việt nhí 2013 cho biết, học trò của Khắc Hưng Bảo Anh còn bỡ ngỡ khi chuyển sang dòng nhạc quê hương, nhưng lại có lợi thế với giọng hát nội lực và đầy ngọt ngào. Khi hát chung, em cảm thấy cậu bé này nhỏ nhắn mà giọng hát nội lực quá nên em đã rất hào hứng. Hai chị em cố gắng tập luyện thật nhiều để thể hiện được ca khúc mang em đến gần với khán giả. Em nghĩ đây sẽ là điều thú vị để khán giả mong chờ. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ em, bé Minh Chiến và tất cả các anh chị trong đêm bán kết giọng hát Việt nhí 2018 diễn ra vào ngày 22 tháng 12. Phương Mỹ Chi hào hứng chia sẻ.